Hồi ước lính Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 3 Hồi ký của cựu chiến binh Lâm Minh Tấn Đại đội 2, tiểu đoàn 9 Trung đoàn 271 Sư đoàn 302 Chiến đấu tại chiến trường Campuchia rút quân về bỏ cây sai sau trận suối mây đại đội hai trở lại nhiệm vụ chốt giữ cũ lại điệp khúc bám địch lùng sục và phục kích lại vài lần chạm địch nhưng chỉ một hai tên và chúng lẩn trốn rất nhanh có một chuyện kể cũng hơi buồn cười có một lần một nhóm đi trên đường mòn đến một khúc quanh thì người đi đầu chợt gặp một tên lính pol từ phía kia đi lại do chạm mặt bất ngờ và lại quá gần nên cả hai cùng sợ và đều cùng quay đầu bỏ chạy. Khi định thần lại thì địch đã chạy mất tiêu. Dường như sau trận suối mây, chúng đã co cụm lại quanh khu vực Tông Lê chân ít vươn ra xa và không muốn đối đầu trực tiếp với lính ta. Thời gian này, chúng tôi thấy thoải mái hơn, không căng thẳng nhiều như lúc trước. Đi công tác cũng chỉ là nhận nhu yếu phẩm, đạn dược, chứ không có cáng thương, cáng tử. Nhưng cũng chỉ được một gần một tuần lễ thì bắt đầu vào việc chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Campuchia. Có một kỷ niệm nhỏ đối với tôi trong những ngày này mà mãi về sau này tôi vẫn không bao giờ quên được. Đó là lần đầu tiên tôi hút thuốc lào. Kể từ khi lên đến Samat, bắt đầu tập tành hút thuốc lá, tôi cũng chỉ hút thuốc điếu, chứ chưa bao giờ hút thuốc dê hay thuốc lào cả. Và đơn vị một thời gian cũng không còn thuốc điếu, mà ở đây chỉ toàn lính Bắc, họ hút thuốc lào rất nhiều chứ không hút thuốc dê buổi sáng hôm đó trời lạnh lắm sương rừng còn phủ khắp nơi tôi chợt dậy ra bếp phụ dũng nấu cơm trời lạnh tôi thấy thèm lắm một hơi thuốc lá mà không còn điếu thuốc lá nào nhìn qua cũng chỉ thấy mấy cái ống điếu cày mà mình đâu có biết hút loại điếu này bao giờ túng quá thì làm liều tôi với cái ống xin dũng một nhúm thuốc rồi nhồi vào nõ rồi lại gần bếp châm lửa hút sau này, khi đã trở thành người sành điệu trong việc hút thuốc lào, biết được cảm giác say thuốc lâng lâng, tôi mới thấm tía câu. Nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Còn lúc ấy, tôi chỉ biết hút thuốc cho đã thèm mà thôi. Ai ngờ khi hít vào khói nhiều quá làm cho mình bị sặc sụa, không thở ra được. Rồi ngấm thuốc, bùn rùn tay chân. Tôi ngã lăn ngay cạnh bếp Dũng kéo tôi dậy, lôi ra ngoài. Mọi người phụ đỡ tôi lên võng, mà cười sặc sụa như chưa bao giờ được cười. Trong khi đó, tôi nghe hết, biết hết, nhưng tay chân thì bùn rộn, người lại co rúm lại. Tim đập nhanh, muốn bể lồng ngực. Đầu óc choáng váng quay cuồng, mồ hôi thì vã ra như tắm. Hơi thở thì gấp gáp. Có lẽ lúc đó, tôi còn gần cái chết hơn cả lúc đang đánh nhau với tụi bồn bốt. Tôi nằm như thế khoảng độ 10-15 phút gì đó thì dã thuốc. Ngồi dậy mà tự nhủ, từ nay sợ tới già, không dám mút thuốc nào nữa. Một ngày đầu tháng 12 năm 1978, toàn đơn vị được học về quy định 9 điều 50. Đây là bộ quy định mà cấp trên bắt buộc chúng tôi phải học thuộc lòng, bao gồm 9 điều cấm và 5 điều bộ đội không được làm. Đã không được làm mà lại không phải cấm lâu quá rồi có lẽ không còn ai ở cái thời đó mà nhớ được những quy định ấy cho đến tận bây giờ nhưng nội dung của bộ quy định thì lại rất đơn giản không được đụng đến bất cứ thứ gì của dân từ tài sản cho đến lương thực thực phẩm kể cả cọng rau mọc ở bờ ao cũng không được hái dân cho không được lấy tóm lại bộ đội việt nam sang giúp bạn campuchia chỉ được hít thở không khí và uống nước lã mà thôi rồi lại phải học mấy câu tiếng mè nữa. Khơ nhum, con top Việt Nam, tức tôi là bộ đội Việt Nam. Đã cầm phơ bỏ súng xuống, lướt đai lên cùng khai, giơ tay lên, đừng sợ. Chúng tôi cũng được học thêm cách sử dụng các loại vũ khí hiện có tại đơn vị để khi cần đến thì có thể sử dụng bất cứ loại súng nào. Thời gian còn lại, chúng tôi lau chùi súng đạn gói ghém đồ đạc, trên tinh thần sẵn sàng hành quân, một không khí chuẩn bị rộn ràng khắp đơn vị. Tâm lý chung mọi người lúc này cảm thấy háo hức lắm, vì nghĩ rằng sẽ có một chiến dịch lớn đánh qua Campuchia và sẽ chiến thắng bộ Pol Pot, có nghĩa rằng là chiến tranh sẽ sắp kết thúc, hòa bình lập lại thì mọi người sẽ được trở về với quê hương, dã từ đời lính. Lúc đó, chúng tôi không hình dung ra được cuộc chiến sắp tới sẽ ác liệt như thế nào, mà hầu như chỉ nghĩ đến chuyện ngày về. Có thời gian rảnh rỗi, nên tôi hay la cà qua các trung đội bạn chơi, và cuốn sổ nhỏ của tôi cũng được dịp để ghi lại địa chỉ của một vài anh em đồng đội thân thiết. Có cả anh em ở ngoài Bắc nữa, chứ không chỉ riêng lính Sài Gòn. Chúng tôi hứa hẹn với nhau, khi về sẽ tìm lại nhau, tìm lại quê nhà. Vậy đấy mà đến bây giờ đã hơn 40 năm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa tìm được nhau. Có người đã nằm lại mãi mãi không về. Việc gì đến cũng phải đến. Ngày 19 tháng 12 năm 1978, chúng tôi được lệnh hành quân. Những thứ cổng cảnh nặng nề không cần thiết như thau giặt, chăn chiên, gầu sách nước đều bị bỏ lại. Lúc đó tôi chỉ cân nặng có 45kg, nhưng lại phải mang trên người một khối lượng vũ khí đồ đạc. Mà nếu đem lên bàn cân thì chắc chắn sẽ nặng hơn chính trọng lượng của bản thân. Một khẩu súng AK với hai băng đạn chở đầu. Một bao xe đạn, ba băng đeo ở trước ngực. Một túi liều phóng và ngòi nổ đạn cối. Sau lưng là ba lô tư trang với mấy cuốn sách. Cái sẻng vắt ngang trên nắp ba lô. Ngang lưng là sợi dây tắt lưng dã chiến với một bình tông nước, một chiếc võng hai quả lựu đạn cầu Việt Nam. Vắt chéo ngang vai là một ruột tượng gạo 7 cân. Và cái quan trọng nhất là một gánh đạn trên vai với 10 quả đạn cối 60. Mỗi quả nặng 1,8 kg. Vậy mà vẫn đi được mới tài chứ. Sau bữa cơm trưa, lệnh từ đại đội xuống cho anh nuôi bắt bếp nấu cơm ngay để kịp vắt cơm ăn chiều. Vì sẽ đi hành quân đêm luôn chứ không nghỉ lại để giữ bí mật truyền quân đến gần 3 giờ chiều chúng tôi mới xuất phát vẫn đội hình hành quân mỗi người cách nhau 5 mét rồng rắn nhau lặng lẽ đi dù chưa biết nơi mình sắp đến sẽ ra sao cuộc chiến sắp tới ác liệt như thế nào nhưng thoát khỏi cánh rừng sa mát này thì tự nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút vì đã thoát được khỏi khu rừng tử thần này ra tới chợ sa mát chúng tôi tập trung vào đội hình tiểu đoàn rồi nghỉ giải lao ở bên đường chờ lệnh hành quân qua lò gò vì khi vào chiến dịch đánh cơ động trang bị cá nhân của mỗi người phải thật gọn nhẹ nên quân tư trang phải để lại hết chỉ mang theo vũ khí đạn dược và vài cái son để nấu ăn mà thôi mỗi đơn vị cử một người ở lại hậu cứ để giữ đồ đạc a à mười chúng tôi cử dũng điếc ở lại tôi gửi ba lô cho dũng mà nhắc đừng để ướt vì có sách của tôi ở trong đó nói chuyện với nó vừa la lớn vừa phải làm điệu bộ nó mới hiểu. Lúc này tôi mới thấy sự rộn dịp thật sự của cả trung đoàn khi mới vào chiến dịch. Các đại đội trực thuộc cũng tham gia hành quân đi song song với chúng tôi. Con đường đất nhỏ ở trong xóm xe bò đi lâu ngày tạo thành hai cái rãnh sâu, có những cái lỗ chân sâu vẫn còn đọng nước. Hôm nay chứng kiến một sự chuyển quân lớn lính di chuyển rầm rập thành hai hàng bên. Trong lòng tôi lúc đó cũng thấy háo hức lắm. Vì lúc ở trong bọc cây sai, loanh quanh ở trong cứ, mỗi trung đội chỉ có 8 đến 10 người. Cả đại đội chỉ khoảng 40 người, hoặc đi đánh trận như trận suối mây, phối hợp với cấp tiểu đoàn thì nhiều lắm cũng có trên dưới 50 đến 70 người. Chứ đâu có mà hàng trăm người đi như thế này. Đang ngồi nhìn lơ đãng, chờ tôi thấy thằng Dũng dòm thằng bạn học cùng lớp với tôi ở trường Chu Văn An, tình nguyện nhập ngũ cùng một ngày, đang đi trong đội hình đại đội 16. Thân hình nó đã ốm tong teo, gió thổi cũng bay. Vậy mà vác lặc lè trên vai một quả đạn cối 120. Quả đạn này nặng đến 18kg. Thấy nó, tôi mực quá, là lớn lên. Dũng, Dũng ơi! Dũng nghe kêu, quay lại tìm. Thì sụp vào một cái lỗ chân trâu, nó ngã xuống đường đất quả đạn đè lên người nó. Không thể nào ngồi dậy nổi nữa. Tôi chạy qua, đỡ nó dậy. Hai đứa hỏi chuyện được vài câu, biết được ở đơn vị nào, vậy thôi. Nó lại phải tiếp theo đội hình. Và tôi cũng trở về chuẩn bị để xuất phát. Chúng tôi được phát thêm mỗi người vài bịch gạo sấy và hai cuộn băng gạc cứu thương của Mỹ. Những món đồ mà từ sau 1975 tôi đã không còn trông thấy nữa Lệnh hành quân được phát ra, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Trời đã tối, đoàn quân đi dọc theo đường lộ hướng về phía lò gò. Dọc hai bên đường là hai con mương với những cây cầu khỉ dẫn vào nhà dân ở bên trong. Nhưng dân cư nơi đây rất thừa tớt, thỉnh thoảng mới có một ngôi nhà. Và vì trong vùng chiến sự nên đêm xuống không đèn thuốc, lửa củi gì cả. Tất cả đều vắng lặng. Phía sau những ngôi nhà là một nền rừng đen đặc ẩn chứa biết bao nhiêu sự nguy hiểm. Đêm hôm đó, trăng lên muộn, nhưng trời rất trong. Ánh trăng soi xuống đoàn quân đang lầm lũi đi, không một tiếng vang. Đi được khoảng một tiếng đồng hồ thì dừng lại nghỉ dài lao. Tôi xuống buông mọi thứ và nằm ngửa ra, nhìn thẳng lên bầu trời. Bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Trăng bán nguyệt soi xuống một vùng ánh sáng trắng lạnh, lung linh huyền ảo và tỏa ra khắp bầu trời là vô số những vì sao tôi chợt có cảm giác chới với như mình đang rơi trong khoảng không vô tận đó và rồi lại tiếp ngủ đi vì quá mệt lại có lệnh hành quân lúc này chúng tôi rời khỏi con đường tỉnh lộ theo đường mòn băng vào rừng rừng lò gò rậm rạp lắm nên buổi tối ở trong rừng tối đen như mực đưa bàn tay ra trước mặt cũng không thấy gì đội hình dồn sát lại khoảng cách giữa người trước và người sau lúc này chỉ còn khoảng 2 mét và tốc độ hành quân cũng chậm lại hẳn. Mỗi người chúng tôi nhặt lấy một khúc gỗ mục ở dưới đất, đem dắt lên nắp ba lô. Vì gỗ mục phát ra ánh sáng lân tinh, người đi sau theo dấu ánh sáng đó mà bám theo đội hình. Đi mãi miết như vậy, tôi cũng không nhớ rõ là mất bao lâu. Cuối cùng thì cũng ra được một chàng trống, đó chính là chàng Mỹ, cao điểm 12 nơi mà vài ngày sau đó là trận địa pháo của trung đoàn pháo binh 262 bắn chi viện cho cửa mở lò gò và là nơi đặt trạm phẫu tiền phương tập kết thương binh tử sĩ để chuyển về sa mát chúng tôi được lệnh nghỉ lại đây chờ trời sáng rồi đi tiếp lúc này tôi đoán khoảng 10 giờ đêm a 10 gom lại hội ý phân công ca gác xong rồi tản ra để ngủ tôi tìm hai gốc cây để răng võng và lên ngủ ngay vì đã quá mệt. Hai chân đau nhừ không còn đứng nổi nữa. Rồi cũng đến lúc tôi bị đánh thức để đổi ca gác cuối. Thức đêm mới biết đêm dài. Theo quý ước thì mỗi ca gác cách khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nhưng vì không có đồng hồ nên lính chỉ ước chừng thời gian rồi kêu nhau dậy thay ca mà thôi. Ca gác cuối thì đồng nghĩa với việc là sẽ không còn ai để mình gọi dậy thay gác nữa và có nghĩa là phải trong mắt cho tới tận sáng. Không biết là ca trước có gian lận thời gian hay không, hay là tại vì mình ngồi mòn mỏi mà thấy đêm dài. Tôi cứ ngồi đó, nhìn vào khoảng rừng phía trước, chờ hoài mà chẳng thấy trời sáng. Có đôi lúc ngủ gục, nhưng lại thức dậy ngay vì vừa căng thẳng, lại bị mũi chích khắp người. Ngồi buồn, nghĩ vật vơ, không biết làm gì. Chờ nghe tắc kẻ kêu mà đếm xem nó kêu được bao nhiêu tiếng Sương rừng xa xuống Tạo nên một làn khói lãng đãng ở ngoài trạng Gió từ ngoài trạng lùa qua từng đợt Lạnh buốt Đêm sao dài quá vậy Chờ hoài mà không thấy mặt trời lên Rồi thì sau đêm đen Trời cũng phải sáng Phía bìa rừng xa xa dần hửng lên Chim chóc vẫn còn ngủ say Chưa vang tiếng hót Nhưng gà rừng đã gáy đón bình minh Trời sáng dần Vạn vật như bừng tỉnh sau một đêm dài. Tiếng chim hót nối nhau, tiếng vượn hú khỉ kêu vang động cả khu rừng. Mọi người cũng đã thức giấc, quấn võng xếp gọn đồ đạp để chuẩn bị hành quân tiếp. Vì không nấu cơm được, nên chúng tôi ra vũng nước ở giữa trạng, múc nước đầy bi đông và rót vào bịch gạo sấy để gạo nở ra mà ăn buổi sáng. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường, xuyên rừng đi về hướng tiếng súng đang vang lên từng chập đi được khoảng một tiếng đồng hồ thì cả tiểu đoàn dừng chân lại và bố trí đội hình tác chiến chúng tôi được lệnh đào công sự chiến đấu và chốt lại ở đó thật sự thì tôi cũng không thể biết được mình đã đến những nơi nào trong khu rừng đó vì chỉ có chỉ huy và trinh sát mới biết rõ vị trí đường đi nước bước chứ bọn lính chúng tôi thì cứ theo mệnh lệnh cấp trên chỉ ở đâu thì mình nằm ở đó mãi đến gần đây khi gặp lại anh Phan Tùng Mậu, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9 lúc đó, nhờ anh xác định vị trí trên bản đồ, thì mới biết được lúc đó mình đã ở đâu trong khu rừng ấy. Địa điểm đó nằm gần phía sau chốt của trung đoàn 429, giữa cao điểm 12, Trảng Mỹ, và cao điểm 11, cửa mở lò gò. Sáng ngày hôm sau, đại đội phái một đoàn người đi về tuyến sau nhận hàng. Tôi được A10 cử đi cùng với đoàn chúng tôi lại đi ngược trở về con đường ngày hôm qua về đến trảng mỹ tôi thật sự bất ngờ vì sự chuyển quân quá rầm rộ và quá nhanh của các đơn vị tại trảng mỹ lúc này pháo binh sư đoàn đã kéo vào mấy khẩu một linh năm rồi các đơn vị hậu cần đang chuyển hàng hóa chất từng đống to ở bên bờ trảng tôi thấy có cả nam nữ thanh niên sung phong tham gia bốc rỡ hàng nhiều người lắm một không khí nhộn nhịp khẩn trương nhưng cũng rất háo hức. Hàng hóa mà chúng tôi nhận tại Tràng Mỹ là thực phẩm cho ngày 22 tháng 12. Có thịt heo tươi, thịt hộp, sữa, đường, thuốc lá và có cả bia chai nữa. Loại bia này là bia con gọp trắng. Bia này đã mất dạng trên thị trường Việt Nam từ sau năm 1975. Vậy mà lần này lại có ngay tại chiến trường mới hay chứ. Thế là chiều hôm đó, cả đại đội được ăn mừng Ngày 22 tháng 12 trước với bữa ăn có thịt, có bia. Tiêu chuẩn là hai người được một chai, A10 được ba chai, nhưng anh Thiện, Seo và Hoàn không uống nên tôi và ước chia nhau uống. Lần đầu tiên uống bia, lại thêm người mệt mỏi sau mấy ngày vận động liên tục. Tôi thấm say thực sự, lăn quay luôn. Và ngày hôm ấy cũng là ngày đầu tiên trong cuộc đời tôi tập làm quen với men rượu. Chúng tôi vận động nằm tại đó không phải là để chiến đấu mà để chuẩn bị thay cho trung đoàn 429 nên không động địch. Trưa ngày 2 tháng 12 năm 1978, chúng tôi được lệnh vận động lên thay chốt cho trung đoàn 429. Nơi đây gần sát với căn cứ của bọn Pol Pot nên thường xuyên bị tập kích. Khi chúng tôi đến nơi, thì lính 429 vừa rút đi. Chúng tôi vào chiếm lĩnh ngay các vị trí, sẵn sàng chiến đấu. Cuộc chiến lại tiếp tục nhưng lần này ác liệt và đổ máu gấp nhiều lần trận đánh suối mây. Trận đánh cửa mở, lò gò, xóm giữa. Trận đánh này là một trận máu lửa của Sư đoàn 302 vào cuối tháng 12 năm 1978, mở màn cho chiến dịch phản công của mặt trận Tây Ninh. Trận này cả Sư đoàn vào cuộc đánh phối hợp các trung đoàn 88, 271, 429 với sự chi viện của trung đoàn pháo 262 và các tiểu đoàn trực thuộc của sư, mà trong đó tiểu đoàn 9 trung đoàn 271 đảm nhiệm mũi chủ công. Tôi không biết về chiến thuật chiến lược mà chỉ biết về thực tế những gì đã trải qua. Vì ngày đó mình chỉ là lính bét, chỉ huy đặt đâu thì ngồi đấy, bảo đánh đâu thì đánh đó, có biết chi. Lúc trước, mỗi khi ra xa mắt nhận hàng, chúng tôi được nghe nói nhiều về trận lò gò xóm giữa về việc trung đoàn 429 bị đánh bật chốt nhiều lần. Phải nhờ sự chi viện của trung đoàn 88 và trung đoàn gia định, nhưng vẫn không thể hình dung được sự ác liệt ở nơi đây. Đến khi vào nhận nhiệm vụ chốt giữ thay cho trung đoàn 429 thì mới biết được. Ở tuyến phòng thủ này, mỗi ngày bọn bốt tập kích vào khoảng vài lần. Và mỗi lần đánh thì hỏa lực B40, B41 và Đại Liên cũng khá mạnh. Trong mấy ngày đầu, chúng tôi chốt tại đây tiếng súng rền vang nối tiếp nhau từng đợt làm vang động cả cánh rừng có lẽ địch cũng biết quân Việt Nam đang chuẩn bị phản công chúng co cụ phòng thủ nên sau ngày Noel chúng không còn tập kích vào chốt của chúng tôi nữa đến ngày 27 tháng 12 năm 1918 thì chúng tôi được cấp bổ sung thêm đạn dược và nhận lệnh chuẩn bị đánh vận động chiều hôm đó để làm hiệu nhận dạng nhau trên chiến trận chúng tôi được phát cho mỗi người một mảnh vải vuông 3x3 3 cm màu đỏ, tự khâu lên tay áo bên phải. Phân biệt màu đỏ là lính quân khu 7, còn nếu là màu trắng thì là lính quân đoàn 3. Và trước khi vào trận, chúng tôi lại được lệnh nộp lên tất cả những giấy tờ tùy thân. Người lính chỉ còn quân phục, súng đạn và một tờ giấy bỏ trong túi áo trái, gáy nắp lại cẩn thận. Nội dung của tờ giấy chỉ có vài dòng: Họ tên ngày tháng năm sinh, quê quán, khi cần báo tin cho ai. Vậy đây, khi người lính bị thương hoặc hy sinh, thì chiếc võng là để cáng anh về. Và người ta sẽ lục tìm giấy tờ trong túi áo để biết được anh là ai. Hành trang của tôi vào trận chỉ có một khẩu súng AK, ba băng đạn trước ngực, dây thắt lưng dã dạ chiến, có võng, tấm ni lông, bị đống nước, hai quả lựu đạn. Sau lưng là một ba lô chứa 10 quả cối và một chiếc xẻn dắt ở trên nắp ba lô. Khoảng 3 giờ chiều, lệnh hành quân được ban ra. Chúng tôi rời khỏi chốt, ra đến đường mòn thì có mấy anh em trinh sát đến dẫn chúng tôi tiền nhập vào trận địa cao điểm 11. Chúng tôi đi trong im lặng và nhẹ nhàng giữ bí mật. Đi được khoảng hai cây số thì dừng lại và tản ra để dàn đội hình. Lúc này trời đã bắt đầu sập tối. Chúng tôi bò nhẹ nhàng vào vị trí của mình, nằm im chờ trời sáng. Đêm trong giường thật tối và lạnh, cảm giác chờ đến giờ nổ súng lại đến với tôi giống như lần vào trận suối mây. Trống rỗng, căng thẳng, hồi hộp, sợ hãi trước cái chết. Đầu óc suy nghĩ lung tung. Tôi tưởng tượng ra đủ mọi tình huống đến với mình. Nếu mình bị thương hay bị chết thì điều gì sẽ xảy ra? Thời gian cứ thế trôi chậm chậm, Tôi lúc chợt tiếp đi Nhưng rồi lại bật dậy Chập chờn Thức ngủ trong cái lạnh giá của sương rừng Ánh sáng ban ngày đã dần ửng lên Sương mù cũng tan dần Cả khu rừng thức giấc sau một đêm dài Chim chóc bắt đầu cất lên tiếng hót Tất cả đều không biết rằng Sắp nổ ra một cuộc chiến khốc liệt tại nơi này Cậu liên lạc đại đội bò đến chỗ khẩu đội cối của chúng tôi thông báo cho biết hướng bắn và cự ly bắn của cối 60 là khoảng 7-80 mét. Yêu cầu bắn cấp tập khi nổ súng, không hạn chế. Anh Thiện tính toán và tra bảng phần tử bắn. Ước là pháo thủ số 1 nên dựng súng rồi nhắm lấy thước tầm. Độ hướng theo phân tử do anh Thiện. Hoàn là pháo thủ số 2 nằm cạnh khẩu pháo để bỏ đạn. Tôi là pháo thủ số 3 tiếp đạn cho Hoàn. Còn Seo thì làm nhiệm vụ cảnh giới. Tôi lôi những quả đạn cối ra lắp sẵn liều phóng và ngồi nổ vào, rồi sắp chúng lại thành hàng. Thời gian chờ đợi thật nặng nề. Tất cả mọi người đều im lặng, căng thẳng. Nhìn ra xung quanh, các khẩu đội hỏa lực phối thuộc của tiểu đoàn và trung đoàn, bao gồm DKZ-75, 12 ly 8, Đại Liên K-53, cũng đã dàn trận sẵn sàng. Ngày ấy tôi chỉ quan sát như thế và biết như vậy thôi, chứ cũng không biết tiểu đoàn dàn đội hình như thế nào. Mãi sau này mới biết là lúc đó, đại đội 2 đánh chính diện, đại đội 1 và 3 ở hai cánh, tạo thành một hình cánh cung, đồng loạt chĩa mũi vào tuyến phòng thủ của địch. Đột nhiên, tiếng pháo lớn bắn từ xa vang lên. Chỉ trong tích tắc, đạn pháo đã nổ rền ngay phía trước chúng tôi. Thế rồi đạn pháo cối và các loại hỏa lực khác tập trung bắn như mưa rơi bên phía phòng tuyến của địch. Ít phút sau, bọn Pot Pot cũng phản pháo lại. Và cũng các loại hỏa lực khác, không biết bao nhiêu quả đạn đã rót vào trận địa của quân mình. Cứ nghe xoẹt âm. Đạn nổ khắp nơi. Chúng tôi nằm cắm đầu, không dám ngóc lên. Lá và cành cây rơi phủ đầy lên người. Lúc này đã trở thành cuộc đấu của các loại vũ khí hỏa lực pháo cối. Đạn nổ khắp, tân phận những người lính của chúng tôi lúc này phó mặc cho may rủi. Dù có nấp kín như thế nào, mà trái pháo rớt đúng ngay chỗ mình thì cũng không tránh được. Hai bên đấu pháo qua lại, cũng khoảng 30 phút thì pháo bên mình chuyển làn, giảm dần. Khi đó bộ binh nghe hiệu lệnh hồ sung phong, rền vang khắp mọi nơi. Tiếng súng bộ binh rộ lên loạn xạ, đủ loại nhau nổ Khẩu cối 60 của AM chúng tôi cũng bắn lên cấp tập. Cứ bắn hai quả đạn thì ước lại chỉnh bọt cân bằng súng một lần rồi lại bắn tiếp. 30 quả đạn chỉ bắn một lúc đã hết. Những thùng đạn tiếp tế từ phía sau do thanh niên sung phong và lính vận tải tiểu đoàn chuyển lên. Cách chúng tôi khoảng 15 mét. Tôi và Seo phải lom khom chạy đến lấy đạn đưa lên. Xèn lẫn trong tiếng súng nổ, là những tiếng la hét của nhiều người, tiếng chỉ huy điều động quân lính, tiếng la của những người bị thương, tiếng gọi y tá. Tất cả tạo nên một rừng âm thanh hỗn loạn và người trong trận thì ù tai vì tiếng nổ. Sau đợt pháo kích kinh hoàng đó, cây rừng đổ dạp khắp nơi làm vướng bước chân người chạy. Tốc độ tấn công cũng bị chậm lại. Qua mấy đợt xung phong mà các trung đội bộ binh ở phía trước vẫn chưa tiến lên được bao nhiêu vì địch chống trả điên cuồng chúng cố thủ bên trong những hầm chiến đấu kiên cố và hệ thống giao thông ảo chắc chắn mỗi đợt lính mình nhào lên thì chúng lại dội ra không biết bao nhiêu đạn từ đạn nhọn ak trung liên đạn liên cho đến hỏa lực b bốn mươi b bốn m bảy chín dkz cối sáu cối tám tất cả đồng loạt ập xuống những người lính tuyến đầu lính mình xung phong lên như húc vào đá, thương vong rất nhiều. Những người hy sinh thì bỏ nằm tại đó, những người bị thương nặng thì y tá băng bó rồi nằm chờ lính vận tải lên kiêng về. Còn người bị thương nhẹ thì băng bó xong lại quay ra vị trí. Hơn 3 tiếng đồng hồ quần thảo với nhau như vậy, nhưng vẫn không tiến lên được chút nào, mà thương vong càng lúc càng nhiều. Gần trưa thì ban chỉ huy tiểu đoàn cho thay đổi cách đánh dùng mìn định hướng DH-10 để tấn công các miệng hầm. Cư một người lính ôm quả mìn bò lên, thì hỏa lực trung liên, đại liên và 12 ly 8 bắn liên tục để địch không ngóc lên được. Sau khi người phía trước lên được đặt quả mìn gần miệng hầm, thì lại lăn trở về, rồi kích cho mìn nổ tạt về phía miệng hầm của địch. Sau đó thì quân mình tràn lên. Bọn địch ở mặt trận này thật sự là thiện chiến đã nhiều trái mìn DH10 nổ, nhưng phía chiến tuyến của bọn địch vẫn kháng cự quyết liệt. Cứ mỗi lần lính mình dâng lên là lại đón hàng tràng mưa đạn, lại lùi về. Đến trưa thì chiến sự tạm lắng, vì quân ta không tổ chức đánh tiếp, tạm nghỉ để ăn cơm và tiếp tế thêm đạn dược. Mà địch thì cũng chỉ lo cố thủ chứ không tấn công. Thương binh tử sĩ khoảng mười mấy người được anh em lính vận tải và thanh niên sung phong khiêng cáng chuyển ra tuyến sau. Và trong số những người hy sinh khiêng ngang qua chỗ mình, tôi nhận ra có thằng Đức, đồng hương người Bình Thạnh. Nó đã hy sinh ngay trong buổi sáng ngày 28 tháng 12, ngày đầu tiên của chiến dịch. Mới mấy ngày trước đó, chúng tôi còn hẹn nhau ngày về sẽ tìm lại nhau trên đất Sài Gòn. Địa chỉ nhà nó, tôi đã ghi vào quyển sổ nhỏ của mình. Có lẽ lúc đó đã quen nhìn thấy nhiều đồng đội trong đơn vị ngã xuống và do phải căng thẳng lo cho sự tổn vong của chính bản thân nên tôi đã có chút cảm giác hụt hẫng rồi lại trở về với thực tại trước mắt ăn cơm xong thì anh thiện được gọi lên hội ý ở ban chỉ huy đại đội chúng tôi nằm đó chờ đợi tôi nhìn về phía trước cây rừng to cỡ cổ tay cổ chân đã ngột ngang đổ các cây to thì cũng sơ xác lá vắt trên một cành cây có mảnh áo của người đồng đội xấu số nào đó. Cảnh vật im lặng, chim chóc thú rừng đã bỏ chạy hết. Không một tiếng kêu, con người cũng lặng im. Tất cả là một sự im lặng của chết chóc. Sau khi hội ý về, anh Thiện phổ biến lại là ban chỉ huy đại đội hạ quyết tâm phải đánh bật chốt của bọn địch trong chiều ngày hôm đó. Phương thức đánh vận động, hỏa lực cối áp sát trận địa và quan sát điểm nổ canh chỉnh trực tiếp. Tôi chuẩn bị đạn và ba lô, nạp sẵn liều phóng và ngòi nổ. Chỉ cần rút chốt nắp bảo hiểm, là bắn thôi. Chiếc xẻng thì dắt trên nắp ba lô. Chúng tôi bò lên phía trên khoảng 20 mét, rất gần với lính bộ binh. Một cán bộ B bò lại chỉ cho chúng tôi thấy vị trí các hầm của địch lấy mốc dựa theo các thân cây lớn. Sau các đợt pháo kích và tấn công bằng miền DH-10 đã phát quang khu rừng. Chỉ còn các cây lớn đứng vững thôi Nhưng cây nhỏ đã đổ dạp Dễ dàng cho chúng tôi quan sát vị trí điểm nổ Chúng tôi dựng súng, chỉnh góc bắn và chuẩn bị Tất cả lại sẵn sàng chờ giờ nổ súng Lúc này thì do khoảng cách hai bên đã quá gần Nên pháo và cối lớn không có chi viện được nữa Mà chỉ dựa vào hỏa lực bộ binh mà thôi Một phát súng lệnh vang lên tiếng hô sung phong lại rền vang. Hỏa lực DKZ B40-41 nhắm vào miệng hầm mà bắn. Vì cự ly quá gần, khẩu cối của chúng tôi gần như dựng thẳng đứng mà bắn. Lúc này, anh Thiện và Ước chỉ quan sát điểm nổ, Ước lượng góc bắn, rồi cứ vậy mà bắn. Chỉ một, hai quả là rót ngay vào vị trí của địch. Phía địch cũng phản kích bằng đủ loại hỏa lực. Quân mình lại có thêm mấy người bị loại khỏi trận đánh đợt tấn công này kéo dài một lúc thật lâu không nghỉ sự kháng cự ở phía địch yếu dần các trung đội tuyến trên đã chiếm được một vài điểm bọn pol pot vỡ trận bỏ trận rút về tuyến sau tiếng súng tạm lắng dần chúng tôi vận động lên vượt qua giao thông hào vẫn còn vài xác chết của địch bỏ lại do chúng không kịp kéo đi không dừng lại ở đó toàn đội hình lại tiếp tục vận động lên trên Phía sau chúng tôi đã có đơn vị khác lên tiếp quản. Pháo của bọn bốt từ bên kia biên giới lúc này lại bắn sang liên tục. Cán bộ chỉ huy thúc giục chúng tôi tiến lên thật nhanh và áp sát vị trí của địch. Thì pháo địch mới bị buộc phải ngưng bắn. Chúng tôi chạy vượt lên khoảng vài trăm mét thì lại đụng tuyến phòng thủ thứ hai của địch. Từ trong các hầm chiến đấu kiên cố, các loại súng của địch bắn ra xối xả. Cả đội hình của tiểu đoàn 9 tràn xuống một con lạch khô để trú ẩn như một chiến lũy tự nhiên. Quân số của tiểu đoàn lúc này cũng còn quá mỏng, không thể dàn trải đủ dọc tuyến, nên trung đoàn điều thêm một đại đội của tiểu đoàn 2 tăng cường, bổ sung vào đội hình tấn công chính diện của chúng tôi. Hỏa lực địch mắn ra rất mạnh, lính mình không thể vượt lên được. Lúc này, đạn M79 cối 60 rót ra hai bên bờ lạch. Đôi khi có trái rớt xuống lạch, nổ văng mảnh vào xung quanh mình. Một người gần chỗ tôi bị đạn M79, hy sinh tại chỗ. Tôi chợt thấy hoảng sợ. Có lệnh truyền xuống là đào công sự chiến đấu ngay ở bên bờ lạch. Do đất dưới lạch còn ẩm, mềm, nên mọi người đào rất nhanh. Tôi cua tay ra sau lưng tìm chiếc xe nhưng không thấy đâu hết nó đã rớt mất đâu rồi. Đạn vẫn rơi xung quanh, mà mình còn nắm phơi lưng ra đó. Nỗi sợ hãi chợt ảo tới trong tôi. Tôi vội lấy cái lưỡi lê, mang ra đào và bới bằng tay. Anh hùng chính trị viên đại đội nằm ở gần đó, thấy tôi như vậy, biết là tôi đang rơi vào tình huống hoảng loạn, nên ném cây sẻng sang cho tôi. Cảm ơn anh hùng, có chiếc sẻng ở trong tay, tôi đảo lia lịa. Chỉ khoảng 10 phút, là cái hố đủ cho mình ngồi thụp xuống tránh mảnh đạn được rồi. Trời sụp tối dần, tiếng súng hai bên thưa thớt rồi lặng im. Khi trời tối hẳn, trong đêm đó, pháo từ phía tràng Mỹ vẫn giải rác rót vào trận địa. Pháo của Pot Pot ở xa xa, đâu bên kia biên giới. Chúng tôi vẫn tiếp tục đào giao thông hào trong đêm để nối liền các công sự. Bộ phận cảnh giới lâu lâu lại nổ một tràng về phía trước có lẽ phát hiện được gì đó tôi đã thức trắng đêm hôm đó và cảm giác sợ hãi khi nhớ lại những hình ảnh hãi hùng ngày hôm trước dù sợ hãi nhưng những người lính chúng tôi chỉ có một con đường là tiến lên phía trước không có đường quay lại vừa mờ sáng ngày hôm sau bên tuyến bên phải của tiểu đoàn đã vang lên tiếng súng và một loạt pháo từ tràng mỹ bắn lên, rớt ngay vào trận tuyến của lính mình. Tôi nghe tiếng tiểu đoàn trưởng Mậu la lớn, có lẽ qua máy truyền tin. Đê mẹ, các anh bắn vào đầu chúng tôi rồi. Khi đó, pháo mới ngưng bắn. Sau này tôi mới biết là do trung đoàn 271 đánh chính diện. Trung đoàn 429 đánh tạt sườn từ phía bắc xuống. Nhưng trong buổi sáng sớm, sương mù chưa tan, nên hai bên nhìn nhầm, tưởng là gặp địch nên đã bắn nhau và trung đoàn 429 gọi pháo chi viện bắn ngay vào đội hình của trung đoàn 271. của ta chiến thắng quân mình, hậu quả hình như cũng có vài anh bị loại. Suốt ngày 29 tháng 12 năm 1978, cả trung đoàn tổ chức nhiều đợt phản công với đủ loại hỏa lực từ B40, B41, Trung Liên, Đại Liên cho đến cối 60, cối 82, DKZ75, 12 ly 8. Tiếng súng nổ không lúc nào ngớt. Nhưng tuyến phòng thủ của bọn của quá vững chắc. Có lẽ chúng cũng biết đây là trận tử chiến. Nếu mất phòng tuyến thì chúng cũng có thể chết mà thôi. Một ngày trôi qua, chúng tôi vẫn chôn chân tại cái lạch đó. Sáng ngày 30 tháng 12 năm 1978, khi chúng tôi đang tranh thủ ăn sáng để chuẩn bị cho một ngày quần nhau với giặc nữa, thì nghe tiếng vang lên tiếng xe tăng từ phía sau chạy lên. Thật sự lúc đó bọn tôi mừng hết lớn luôn, vì chỉ có tăng chi viện mới nhổ được chốt. Chứ bộ binh lên chỉ toàn ôm đầu máu chạy về. Thương vong quá nhiều, đơn vị phía sau tăng cường lên. Đánh một hồi thì đội hình lại thưa thớt. Thương nhất là anh em thanh niên xung phong, họ không có vũ khí, chỉ có vài quả lựu đạn phòng tân. Khi lên thì vác đạn lên khi về thì cáng thương binh tử sĩ nhưng quá nhiều cáng không kịp và trong lúc lính chiến thì nấp trong công sự đánh nhau còn bọn họ vẫn phải phơi lưng ra để khiêng vác tuy họ ở phía sau nhưng chỉ cách tuyến đầu khoảng một vài trăm mét thôi vẫn có thể lãnh đạn pháo mồ côi hoặc bọn tàn quân phục kích ở trên đường nghe tiếng xe tăng ỉ ầm mà nhìn hoài không thấy xe lên hóa ra do rừng già quá rậm, cây nhỏ tuy đã bị đổ dạp, nhưng cây lớn vẫn còn rất nhiều, xe không tiến lên được, phải nhờ công binh phát quang mở đường. Rồi từ từ xe cũng lên được. Ba bốn chiếc T-54 và một hai chiếc M113 tiến lên với tốc độ rất chậm. Có một chiếc T-54 vì rừng quá rậm, muốn chạy được, phải quay nòng pháo về phía sau, không bắn được chỉ có khẩu 12 ly 8 trên tháp pháo là bắn như điên. Và hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy lính công binh đốn cây bằng bọc phá dây. Cứ quấn vài vòng ở quanh thân cây rồi kích nổ. Cây lớn cỡ nào cũng đổ gục hết. Lính bộ binh chúng tôi buộc phải vận động lên tấn công yểm trợ cho công binh phát quang. Khi chiếc xe T-54 bỏ lên, thủ trưởng Mậu ngồi trên tháp pháo, cầm súng ngắn K-54, phất tay ra hiệu lệnh xung phong. Chúng tôi cũng hô lớn xung phong, rồi trồm lên, lúp xúp chạy theo phía xe tăng. Và cứ như thế, những chiếc T-54 từ từ càn qua tuyến giao thông ngào của địch. Và bộ binh chúng tôi tràn lên chiếm lĩnh. Nhưng cũng có một tên địch gan lì, nấp ở trong hầm. Xe tăng chạy qua hầm, rồi nó mới nhô lên, định dùng B-40 bắn. Tuy nhiên, anh em bộ binh chạy sau phát hiện đã bắn hạ ngay tại chỗ, nằm vắt trên miệng hầm, và có một anh chạy lên bắn bồi thêm phát AK nữa. Đến chiều ngày hôm đó, trung đoàn 271 đã làm chủ trận địa. Chúng tôi đi lùng sục, chiếm lĩnh các hầm trú ẩn và tuyến giao thông hào. Tuyến phòng thủ này thật sự rất lớn, trải rộng hình cánh cung, dài hàng trăm mét, với rất nhiều hầm chiến đấu chữ A và chữ U. Dựng bằng những thân gỗ lớn, đường kính gần nửa vòng tay ôm lại sâu nữa nên hầu như các loại hỏa lực bộ binh cũng khó đánh bật hình như bọn địch thấy xe tăng lên thì chúng đã bỏ chạy chỉ thấy có vài cái xác địch bỏ lại trận địa vũ khí thu được cũng không có bao nhiêu chỉ có đạn các loại là nhiều tối hôm đó tôi thật sự bình tâm trở lại tuy chiến thắng nhưng mọi người vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu vì địch có thể phản công lại. Đêm ngày 30 tháng 12 năm 1978 đã lặng lẽ trôi qua, bình yên thật sự, không có một tiếng súng. Sau 3 ngày đánh bật được chốt của bọn Pol Pot tại cao điểm 11, cửa mở lò gò xóm giữa. Đại đội 2 chúng tôi chỉ còn lại 20 người, quân số mất đi hơn một nửa. Các bạn vừa nghe xong phần 3. Hồi ký của cựu chiến binh Lâm Minh Tấn, tiểu đoàn 9, trung đoàn 271, sư đoàn 302. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký để đồng hành cùng Hội ước lính. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình tiếp theo.